Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ về chủ đề sử dụng Word 2007 và Word 2010. Thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách các cái bước để chúng ta gõ văn bản nhé, gõ văn bản Word. Đó. Tức là những việc cần làm trước khi soạn thảo một văn bản. Thì video này là mình chia sẻ với các bạn mới sử dụng máy tính lần đầu nhé, hoặc là người lớn tuổi hoặc là người già mới sử dụng máy tính. Thì bây giờ là muốn lên máy tính và muốn soạn thảo một văn bản đúng không? Tức là muốn đánh một cái văn bản thì mình cần phải làm cái việc gì? Từ đầu cho đến kết thúc thì chúng ta làm những cái bước như thế nào? Thì hôm nay là mình sẽ chia sẻ chi tiết cho các bạn nhé, để các bạn có thêm một số cái cách làm. Thì ở đây sẽ có 5 bước các bạn nhé, để soạn thảo một văn bản cơ bản thôi, tức là đơn giản nhất thôi, có 5 bước. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ khởi động cái Unit Case lên để gõ tiếng Việt. Đó, khởi động Unit Case gọi tiếng Việt. Và bước thứ hai là chúng ta sẽ mở Word lên để chúng ta đánh văn bản. Và bước thứ ba là chúng ta sẽ canh lề văn bản. Sau khi mở Word lên thì mình sẽ canh lề văn bản theo quy định chuẩn. Thứ tư là sau khi mà soạn thảo xong rồi ấy, tức là đến bước thứ ba xong rồi thì chúng ta sẽ lưu văn bản lại. Bước thứ tư là chúng ta sẽ lưu văn bản, tức là chúng ta lưu lại để sau này chúng ta mở lên chúng ta xem lại hoặc là chúng ta tiếp tục chỉnh sửa. Và bước thứ năm là chúng ta sẽ mở văn bản lên để kiểm tra và chỉnh sửa, tức là sau khi chúng ta lưu vào ổ đĩa trên máy tính rồi đó, sau khi chúng ta lưu vào ổ đĩa trên máy tính rồi thì chúng ta phải mở ra, chúng ta kiểm tra lại xem thử là mình đã lưu thành công hay chưa, thì chúng ta sẽ mở cái bước thứ năm này lên nhé, mở văn bản lên để kiểm tra và chỉnh sửa. Rồi thì ở đây là mình sẽ chia sẻ lần lượt với các bạn là từng cái bước một nhé. Bước thứ nhất này là khởi động Unit Case để gõ tiếng Việt. Thì chia sẻ các bạn là cái phần mềm Unit Case này là hiện nay là hầu như là người Việt Nam mình đều dùng cái Unit Case để gõ tiếng Việt ở trên máy tính, hầu như là máy nào cũng có. Bởi vì Unit Case thì sử dụng tiện lợi hơn so với Việt Case, cho nên hiện nay là người dùng chủ yếu là dùng Unit Case. Nếu máy của các bạn mà chưa cài cái phần mềm Unit Case gõ tiếng Việt này thì các bạn lên mạng các bạn tải xuống nhé, và các bạn cài vào máy để các bạn dùng. Thì phần mềm Unit Case này thì rất là dễ tải thôi, khi các bạn tải về các bạn cài cũng rất là đơn giản. Thì trong kênh của mình vừa rồi thì mình cũng có làm một cái video chia sẻ về cái cách tải Unit Case và cách cài trên máy tính rồi. Thì bạn nào quan tâm về cái cách cài Unit Case ở trên máy tính thì các bạn có thể truy cập vào cái kênh của mình nhé, cái kênh Khám Phá Cuộc Sống TV, thì các bạn tham khảo thêm. Và bây giờ bước đầu tiên là chúng ta sẽ mở Unit Case lên. Thì khi các bạn kích vào Unit Case đúng không, kích đúp chuột trái, kích đúp chuột trái hai lần thì chúng ta sẽ có cái cửa sổ Unit Case này. Tức là cái phần mềm để gõ tiếng Việt. Nếu mà chúng ta không có cái phần mềm Unit Case này ấy, thì chúng ta sẽ không gõ tiếng Việt được các bạn nhé, không có tiếng Việt được. Đó thì hoặc là các bạn không có phần mềm Việt Case, Việt Case thì khó dùng hơn một chút. Ở đây thì khi các bạn mở Unit Case lên thì nó có hai cái dòng này, dòng đầu tiên là bảng mã đúng không? Bảng mã thì chúng ta sẽ chọn cái dòng đầu tiên, đó là chúng ta còn chọn Unicode. Rồi. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ chọn kiểu gõ là Telex, cũng chọn dòng đầu tiên luôn, Telex. Đó. Rồi. Cái này chia sẻ lại các bạn là cái bảng mã này, thì ghi rõ bảng mã mình kích vào cái ô đầu tiên này thì cũng chọn dòng đầu tiên, kiểu gõ thì mình kích vào cái ô thứ hai thì mình cũng chọn dòng đầu tiên luôn, chọn Telex. Và bước tiếp theo là chúng ta chọn đóng. Rồi, đóng có nghĩa là chúng ta đã kích hoạt Unit Case lên rồi nhá, kích hoạt cái phần mềm Unit Case này rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn vào cái góc dưới cùng bên phải này, con chuột đây các bạn nhé, con chuột đây, các bạn kích vào cái nút tam giác màu trắng trắng này, các bạn kích vào đây. Thì lúc này là biểu tượng Unit Case nó sẽ có cái biểu tượng chữ V đây này, chữ V. Có nghĩa là chúng ta bắt đầu đánh tiếng Việt được rồi. Còn nếu mà chúng ta kích chuột vào đây này. Đó, kích chuột trái vào đây một lần thì nó sẽ chuyển sang chữ E. Chữ E có nghĩa là dùng để gõ tiếng Anh. Thì khi các bạn kích chuột vào cái nút mũi tên trắng trắng ở dưới này này để các bạn kiểm tra. Nếu như mà cái biểu tượng Unit Case ở đây đang chuyển sang chữ E thì chúng ta sẽ không gõ tiếng Việt được nhá. Thì bây giờ chúng ta phải chuyển sang chữ V thì chúng ta mới gõ tiếng Việt được. Thì để chuyển sang chữ V thì các bạn kích chuột trái vào đây thôi. Đó, kích chuột trái vào đây thì chuyển sang chữ V. Nếu chúng ta kích chuột trái một lần nữa thì nó lại chuyển sang chữ E. Các bạn chú ý nha. Rồi, chuyển sang chữ V này. Rồi xong. Rồi, bước thứ hai. Chúng ta sang bước thứ hai là chúng ta sẽ mở Word lên. Đấy, mở Word lên. Mở Word lên thì ở đây mình chia sẻ các bạn là Word 2007 nhá. Còn cái Word 2010 thì cũng cách làm cũng hoàn toàn tương tự. Thì chúng ta sẽ kích đúp chuột trái ở cái Word 2007 thì chúng ta mở lên. Rồi, thì sau khi tức là bước thứ hai là chúng ta mở cái giao diện Word 2007 lên các bạn nhé, Word 2007 lên. Thì cái Word 2007 thì cái giao diện nó có màu hơi xanh xanh một chút,
Còn cái bản nào mà sử dụng Word 2010 ấy, đó, thì cái giao diện nó có màu hơi vàng vàng một chút, màu ám vàng một chút nhé. Rồi bước thứ hai là mở Word lên. Rồi bước thứ ba là chúng ta sẽ canh lề văn bản theo quy định chuẩn. Đó, canh lề văn bản theo quy định chuẩn. Có nghĩa là chúng ta sẽ canh lề văn bản theo quy định của nhà nước Việt Nam của mình. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái trang Word lúc này lên để mình canh lề. Thì để canh lề thì các bạn làm như sau. À, các bạn vào cái mục đây. Các bạn vào cái mục layout nhá, layout, tức là các bạn vào cái thẻ home xong này, thẻ insert này, và tiếp theo là đến mục layout. Mục layout. Layout này thì bước tiếp theo là các bạn kích vào cái mục margin, margin ở dưới này này. Đó, các bạn kích chuột vào đây. Chủ yếu là chúng ta sử dụng chuột trái nhá. Chúng ta kích chuột vào đây thì ở đây nó sẽ hiện ra một số cái khung canh lề có sẵn đấy, nhưng mà cái này là chủ yếu là mình không dùng cái này các bạn nhé. Cái này chủ yếu là họ dùng chung cho cả thế giới về luôn, tức là cái hệ điều hành Word thì dùng chung cả về luôn. Riêng Việt Nam mình thì mình sẽ dùng theo cách khác, cho nên thường thường chúng ta sẽ chọn cái dòng dưới này này, cái dòng dưới cùng là custom margin này này, các bạn kích vào đây. Rồi sau khi kích vào custom margin thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện canh lề thì top. Các bạn như này, top có nghĩa là lề trên, bottom là lề dưới, đó. Còn left này là lề trái này, còn right này là lề phải. Thì đối với lề trên thì thường thường là chúng ta sẽ chọn là 2, thường thường là chọn 2 nhé, rồi 2 cm. Lề bottom là lề dưới này, thường thường chọn 2 cm này. Đó, còn left là lề bên trái, thì thường thường là mình sẽ chọn 3 cm. Còn right là phải, lề phải thì thường thường chúng ta sẽ chọn là 2 hoặc là 1,5. Rồi thì chia sẻ lại các bạn là lề trên thường thường là chúng ta sẽ lấy 2 cm, lề dưới cũng 2 cm, lề led là bên trái thường thường là 3 cm, và lề bên phải dài là bên phải thì thường thường lấy 2 hoặc là 1,5. Rồi sau khi chọn xong rồi thì chúng ta sẽ kích vào OK. Rồi, như vậy là chúng ta đã canh lề xong. Rồi canh lề xong các bạn nhé, tức là xong cái bước thứ ba là canh lề văn bản rồi đúng không, canh lề văn bản rồi. Rồi, ở đây mình sẽ thêm cái bước nữa đi, là soạn thảo văn bản đúng không? Chưa soạn thảo mà. Rồi, soạn thảo văn bản các bạn nhé. Cái này là mình đang ở chỗ này, soạn thảo văn bản. Đó, chưa soạn thảo mà sao lại lưu được đúng không? Để soạn thảo đấy chứ. Rồi, như vậy là có 5 bước, à 6 bước nhé, 6 bước. Chứ không phải là 5 bước các bạn nhé, 6 bước. Đấy, bước thứ tư là soạn thảo văn bản. Thì để soạn thảo văn bản thì chúng ta sẽ gõ dùng bàn phím nhé, dùng bàn phím ở trên máy tính chúng ta gõ. Thì dùng bàn phím thì các bạn sử dụng ở trên laptop hoặc là trên máy tính bàn thì cũng như nhau cả thôi, hoàn toàn giống nhau. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ các bạn là do là mình quay trên màn hình cho nên là không quay cái bàn phím cho các bạn xem được, thì mình sẽ dùng cái bàn phím ảo nhé, bàn phím ảo để các bạn dễ theo dõi. Ở đây mình sẽ mở bàn phím ảo lên này. Rồi, kích hoạt bàn phím ảo lên luôn. Rồi đây. Cái bàn phím ảo này thì nó giống nhau ở trên cả laptop và ở trên máy tính bàn luôn, hoàn toàn giống nhau, bởi vì là đều sử dụng một cái hệ điều hành cả. Và ví dụ như ở đây là mình sẽ gõ một cái văn bản là một cái đơn xin phép đi. Thì đầu tiên là mình sẽ gõ là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đúng không? Thì mình sẽ viết hoa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì mình sẽ viết hoa, thì các bạn sẽ bấm vào chữ shift này. Shift để viết hoa. Đó. Cộng này. Đấy. G này, đấy, cộng. Rồi tiếp theo là các bạn bấm dấu cách để chúng ta cách hai chữ rời ra, cộng và đến chữ hoa đúng không? Hoa thì chữ H này, O này, A này. Rồi dấu huyền thì chúng ta bấm vào chữ F hoa. Rồi tiếp theo là cách đến chữ xả đúng không? Xả thì chúng ta bấm chữ xả A dấu ngã. Rồi tiếp tục cách hai chữ ra, xã hội Cộng hòa Xã hội, hội thì H O. Để viết thành chữ O thì các bạn bấm cái chỗ này 2 lần thành chữ O này. Rồi chữ Y đúng không? Dấu nặng thì chúng ta bấm chữ G. Xã hội cách chủ nghĩa Việt Nam. Chủ. Ở đây mình sẽ bấm vào cái đây, bấm phím cáp này luôn để cho nó viết hoa luôn các bạn nhé, cho nó nhanh. Chúng ta bấm vào phím cáp này thì nó viết hoa luôn này. Chủ này, U này, O này. Dấu hỏi chúng ta bấm chữ R đúng không? Rồi cách này, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa N G H I A. Dấu ngã thì chúng ta bấm vào chữ X nhé, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam G I E.
Để bấm chữ E, chúng ta kích vào chữ E này hai lần thì nó sẽ có dấu E này. Rồi T dấu nặng đúng không, Việt là dấu nặng, chúng ta bấm vào chữ G. Rồi, Nam. Rồi, Nam N A M Nam. Rồi cái này mình sẽ bôi đen nó đi. Rồi, mình sẽ bôi đen đi nhá, bôi đen để cho nó đậm lên. Rồi cờ trừ đây thường thường là mình sẽ lấy cờ trừ 14 và phông trừ là Times New Roman đó, phông trừ Times New Roman. Times New Roman là cái phông trừ chuẩn theo quy định của Việt Nam mình các bạn nhé. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ canh giữa, canh cái dòng chữ nó ra giữa thì chúng ta sẽ kích vào đây, canh ra giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Rồi bây giờ xuống dòng đúng không, xuống dòng chúng ta sẽ bấm vào cái phím Enter này này, Enter dài dài đây này, có cái nút mũi tên đây, Enter Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Rồi tiếp theo là Độc lập Tự do Hạnh phúc. Rồi đây là bỏ cái này đi, OO C L A chữ A bấm hai lần sang chữ ở các bạn nhé. B G là chỗ nào cách Độc lập thì ở đây mình phải có cái dấu gạch ngang ở giữa này, thì mình sẽ bấm cái dấu gạch ngang ở đây đó, Độc lập Từ thì T đầu tiên là cho nó hai chữ này, hai dòng nó xa nhau quá thì mình sẽ bôi đen hết cả hai dòng này luôn. Chúng ta kích chuột trái và đang trước này này, kích chuột chuột trái đang trước này, chúng ta nhấn nhấn vào giữ chuột trái nhá, nhấn vào giữ chuột trái để chúng ta kéo lê này. Chúng ta kéo rê để chúng ta bôi đen hết đi. Bôi đen xong rồi thì chúng ta sẽ giảm cái dòng này xuống này, cho hai cái dòng này nó gần nhau hơn một chút đi. Đấy. Vào cái mục paragraph này luôn, paragraph. Paragraph thì ở đây chúng ta sẽ chỉnh hai cái mục là before và after này. Before và after, before là để không, after này cũng để không luôn. Đó, và chọn ok. Đấy. Thường thường thì ở dưới này nó sẽ có một cái dấu gạch chân các bạn này. Dưới này sẽ có một cái dòng gạch chân ở dưới này thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ vào chúng ta sẽ vào insert nhá. Chúng ta sẽ vào cái thẻ insert này. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái mục sáp. Trong cái mục sáp này thì mình sẽ đi xuống cái biểu tượng mà có cái dấu cái đường thẳng này này. Mình sẽ kích chuột vào đây nhá. Kích chuột trái vào đây. Và bắt đầu chúng ta vẽ một cái đường gạch ngang ở dưới. Đấy, chúng ta sẽ vẽ một đường dấu gạch ngang ở giữa. Cái này là theo quy định chuẩn của Việt Nam mình các bạn nhé. Mình khi mình soạn thảo một cái đơn xin phép thì mình phải có cái dòng này. Đấy, mình phải có cái gạch ngang phía dưới này. Rồi, thì xuống dưới này thì để cho nhanh thì mình sẽ gõ luôn nhé, gõ cho nó nhanh nhé. Đơn xin nghỉ phép. Rồi cái này các bạn phải làm cho nó lớn lên này. Đấy, cờ trừ đây là mình có thể là cho lên 16 luôn hoặc là 18. Rồi ở dưới này mình sẽ cho canh sang trái này, cái này mình sẽ ghi là kính gửi. Đó, kính gửi. Ví dụ như là kính gửi Ủy ban nhân dân gì đấy nha, Ủy ban nhân dân nào đấy, Ủy ban nhân dân xã vân vân. Đó. Một cái văn bản gột thôi. Rồi sau khi đến đây thì các bạn điền thông tin vào, rồi các bạn người viết đơn xong Nguyễn Văn A, các bạn ký tên vào đây đúng không. Rồi sau khi soạn thảo xong ấy thì cái bước cuối cùng này, cái bước thứ tư là soạn thảo văn bản đúng không, và bước thứ năm là chúng ta sẽ lưu, chúng ta sẽ lưu văn bản. Rồi. Ở đây thì để lưu văn bản thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn nhìn vào cái góc ở trên cùng này, trên cùng bên trái này nhé. Ở trên cùng bên trái này có cái nút tròn tròn ở đây, các bạn kích chuột trái vào đây. Rồi, lúc này các bạn kéo chuột xuống này. Và chúng ta sẽ chọn vào cái mục Save As nhé. Save As này. Rồi, chúng ta kích chuột vào đây. Và thì lúc này khi trang gột nó sẽ hỏi chúng ta là chúng ta sẽ lưu ở đâu đúng không? Chúng ta sẽ lưu ở đâu? Thì ở đây sẽ có 3 phân vùng ổ đĩa C hoặc là ổ đĩa D, ổ đĩa E. Thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ không lưu ở trong ổ đĩa C nhé, chúng ta sẽ lưu ở trong ổ đĩa D hoặc là trong ổ đĩa E. Thì đối với máy của mình thì mình sẽ lưu trong ổ đĩa D nhé, chúng ta sẽ kích chọn vào ổ đĩa D, chúng ta kích chuột trái vào đây nhé. Rồi sau khi kích chọn vào ổ đĩa D rồi thì chúng ta sẽ đặt tên file cho nó. Đặt tên file lưu, các bạn chú ý là phải đặt tên file lưu nhé. Ở đây là họ có ghi rõ là file name có nghĩa là đặt tên cho nó. Thì mình sẽ gõ, chúng ta chú ý là đặt tên file name thì chúng ta sẽ gõ tiếng Việt và không có dấu nhé, tiếng Việt không dấu. Mình chỉ gõ là đơn xin phép, ví dụ như vậy.
À, cái này các bạn có thể viết hoa hay viết thương gì cũng được nha, không không quan trọng là viết hoa hay viết thương. Rồi đơn xin phép. À, các bạn chú ý là khi mà chúng ta đặt tên file thì chúng ta sẽ đặt tiếng Việt không dấu này, và giữa hai cái chữ này chúng ta phải có một cái dấu gạch ngang nhé, giữa dấu gạch ngang để tránh trường hợp là sau này cái file nó bị lỗi thì chúng ta sẽ mở không được. À, bởi vì có một số bạn là khi mà đặt tên file thì vẫn đang đặt tiếng Việt các bạn nhé, đặt tên file bằng tiếng Việt thì cái file nó sẽ hay bị lỗi. À, khi mà cái file bị lỗi thì chúng ta sẽ mở không lên được và các bạn phải đánh lại văn bản từ đầu thì nó sẽ rất là mất thời gian. Rồi đơn xin phép nhé. Rồi sau khi xong cái file name này rồi thì chúng ta sẽ bấm vào Save. Save có nghĩa là lưu, còn Can này có nghĩa là chúng ta không có lưu, chúng ta hủy bỏ. À, ở đây là mình lưu nên mình sẽ bấm vào Save. Rồi thì sau khi lưu xong thì chúng ta sẽ đóng lại nhé. Chúng ta sẽ kích vào cái nút đỏ phía trên cùng bên phải này này, có cái dấu nhân trắng ở giữa đây này. À, chúng ta kích chuột trái vào đây để chúng ta đóng. Rồi và cái bước cuối cùng ở đây, cái bước cuối cùng là chúng ta sẽ mở cái file văn bản lên để kiểm tra và chỉnh sửa. Và tức là chúng ta sẽ mở cái file lúc nãy lưu lên để kiểm tra xem là đã được lưu thành công hay chưa nhé. Và cái bước cuối cùng là chúng ta đi vào chúng ta kiểm tra. À, thì lúc này là ở trên máy của mình thì mình lưu nó ổ đĩa D. Như vậy là bây giờ các bạn sẽ mở cái computer lên nhé, hoặc là My Computer. Đó, chúng ta sẽ mở cái computer này lên này. À, lúc này là mình sẽ lưu nó ổ đĩa D đúng không? Thì chúng ta sẽ mở ổ đĩa D lên. Rồi. Và các bạn phải nhớ cái tên file nhé. Các bạn phải nhớ cái tên file lưu thì lúc này, lúc sau là mình mở ra được. Đấy, cái tên file lưu lúc nãy là mình ghi là đơn xin phép nhé. Đơn xin phép thì ở đây mình sẽ tìm ở trong ổ đĩa D này này. Biết là nó nằm ở đâu rồi. Chưa thấy nó nằm ở đâu. Rồi, các bạn tìm một lát thì các bạn sẽ thấy. Nếu như mà máy của các bạn lưu nhiều dữ liệu. Đây các bạn nhé. Đây, lúc này mình lưu đây rồi này. Đơn xin phép đây. Thì bây giờ mình sẽ mở lên xem thử là lúc nãy mình đã lưu thành công chưa nhé. À, chúng ta sẽ kích đục chuột trái vào đây. À, tức là kích chuột trái hai lần liên tiếp đấy, gọi là kích đục chuột trái. Các bạn kích vào đây, các bạn mở lên. Đó. Rồi như vậy là sau khi mở lên thì chúng ta là mở lại cái trang Word lúc nãy rồi. Đấy, lúc nãy vừa soạn xong thì mở lên. Thì sau khi mở lên như thế này thì chúng ta sẽ tiếp tục chỉnh sửa. Nếu các bạn thấy cái đơn của mình nó chưa hay hoặc là chưa hợp lý thì các bạn tiếp tục chỉnh sửa, và sau đây các bạn lại lưu lại đúng không? Lưu lại thì các bạn vẫn làm tương tự như vậy, các bạn vẫn vào cái nút tròn phía trên này và các bạn chú ý là chỉ chọn mục Save as thôi nhé. Còn Save thì chúng ta không chọn cái mục này, chúng ta chỉ chọn Save as. Đó, chúng ta kích vào đây. Và tiếp tục chúng ta lại bấm Save. Đó. Sau khi chỉnh sửa xong thì các bạn tiếp tục bấm Save để chúng ta lưu. Rồi. Đấy, và sau này các bạn in ra nhé, các bạn gắn máy in vào và các bạn sẽ in ra. À, thì mình xin dừng video tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Thì hy vọng là cái chia sẻ nhỏ của mình thì sẽ giúp cho các bạn mới sử dụng Word lần đầu sẽ có cái cách soạn thảo văn bản theo từng cái bước, và chúc tất cả các bạn thực hiện thành công nhé. Sau video này mà bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.